Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một xe Ranger Wildtrak màu trắng lên body kit lắp to, tem lắp to và bộ mâm lớp độ ha. Kết hợp cùng với đó là một số chi tiết về tiện nghi nội thất bên trong xe các bạn. Và phần phía sau là mình sẽ lên cái cản hammer nha, trong những chi tiết để giúp cho chúng ta lái xe sẽ an toàn hơn. Lỡ mà may có cái xe đụng tích chúng ta nha. Rồi như thường lệ chúng ta sẽ đi qua phần đầu xe ha. Body kit trên thị trường thì có hai dòng các bạn, body kit nhập Trung và body kit nhập Thái. Cái bộ mà đang lên cho cái mẫu Wildtrak này là body kit nhập Thái nha. Nó gồm có cái mặt ga lăng chữ Ford các bạn, cái cản trước phải tháo ra và bốn ốp của bánh và một cái phần mí giáp gầm nhỏ nữa đó. Nếu mà chúng ta chơi những cái bộ mà body kit ốp lên thôi các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái phần chữ H ngay cái phần cụm đèn nó sẽ cắt bởi chữ H. Còn nếu mà chúng ta chơi những cái bộ mà chúng ta thay cản trước thì nó mới có sự liền nhau của từ cụm đèn LED Smart Chip và qua chữ Ford các bạn. Trên thị trường thì chúng ta có bộ body kit lắp to nhập Thái, body kit lắp to nhập Trung, nó sẽ có khác nhau một số điểm các bạn. Cái điểm mà chúng ta dễ nhận biết nhất là ba đèn định vị F150 nha. Vì body kit nhập Thái thì nó không có ba cái đèn này, còn body kit nhập Trung thì nó có ba cái đèn này. Nữa là camera ở trên logo chữ Ford các bạn. Về thiết kế các bạn thì body kit nhập Thái nó sẽ là nhựa ABS, nó chưa có sơn các bạn. Khi mà chúng ta mua về các bạn mới sơn theo màu của xe nha. Đây các bạn, cái con mắt camera trên chữ Ford đó, đây là cái mà chúng ta nhận biết được cái phần nhập Trung hay nhập Thái này các bạn. Nếu mà chúng bạn mua nhập Thái thì nó có mắt sẵn, thì chúng ta chỉ dời con mắt camera từ phiên bản Wildtrak qua bên đây thôi các bạn là xong. Nếu mà các bạn mua bản nhập Trung thì con mắt camera nằm ở dưới, chúng ta phải lắp camera ở dưới chữ Ford. Thì hai bộ này bên mình đều có sẵn hàng nha. Giá nó cũng chênh lệch nhau khoảng 10 triệu các bạn. Bộ body kit nhập Thái nó mắc hơn một phần là chúng ta mua về chúng ta phải sơn theo màu của xe nữa các bạn. Ví dụ cái phần bốn ốp của bánh, cái phần cản trước, cái phần mí giáp gầm nó là chưa sơn hết nha. Chúng ta về chúng ta phải thiết kế lại. Còn body kit nhập Trung thì nó đã được sơn đen sẵn rồi các bạn, nên cái chi phí nó sẽ mềm hơn. Và cái chất liệu nhựa của hai cái nó cũng khác nhau ha. Một cái là nhựa ABS, một cái là nhựa bình thường các bạn. Ở cái phần đầu xe thì chúng ta có thể nâng cấp những phiên bản body cấp to này cho những phiên bản Ranger XL, XLS, Ranger XLT đều được nha. Chúng ta sẽ mua cái cụm đèn LED Smart Chip, bên mình đã có bán hàng OEM nha. Chúng ta lắp vào nó sẽ ra một cái phong thái của xe Ranger lắp to. Lắp to thì cũng sắp được mở bán tại thị trường Việt Nam các bạn, tầm khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là bắt đầu giao hàng ha. Nhưng mà kỳ này Ford Việt Nam thông báo là chỉ có về bản máy dầu thôi các bạn, chưa có về bản máy xăng, máy dầu động cơ 2.0 giống như bản Wildtrak á. Thì nếu mà chúng ta mua máy dầu mà 2.0 thì chúng ta mua bản Ranger Wildtrak chúng ta up lên body lắp to, mình nghĩ cũng khá hợp lý nha. Tại vì hiện nay luôn các phiên bản của xe lắp to và Ranger đều là biển C hết, biển xe bán tải đều có niên hạn sử dụng là 25 năm. Cái cụm đèn LED Smart Chip thì nó còn có thêm một cái đèn nhỏ ở đây để nó mở rộng góc sáng. Khi mà các bạn nâng cấp xe ở bên mình thì mình sẽ tặng cho bạn mở cái gói tính năng ẩn. Đối với xe Wildtrak này chúng ta có một tính năng ẩn khá hay, đó là khi mà các bạn mở update thì khi mà chúng ta đánh tay lái vào trời tối thì đèn sương mù gầm nó sẽ tự sáng bên trái, tự sáng bên phải ở cái góc đánh lái của chúng ta. Trong trường hợp chúng ta chưa mở đèn sương mù gầm nha, đây là một trong những tính năng ẩn ha. Còn một số tính năng ẩn khác về chế độ lái Sport, Spaza và xi nhan một chạm 7 lần, nhiệt độ trên tầng bánh xe và quét biến báo tốc độ ha. Những cái này đều là được mở free hết khi các bạn nâng cấp xe bên mình. Cái phần body kit nhập Thái bạn sẽ thấy nó liền lạc hơn, và nó nhìn nó nét hơn, nó chắc chắn hơn nha. Cái phần đèn sương mù gầm nguyên bản theo xe chỉ là đèn halogen thôi các bạn. Khi mà chúng ta đi đường trời tối chạy tốc độ cao thì cái đèn sương mù gầm này cực kỳ quan trọng, là ánh sáng chiếu gần để chúng ta lái xe sẽ an toàn hơn. Thì chúng ta có thể tùy chọn ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng vàng hoặc là màu nắng nha. Bên mình thì đều có sẵn những loại đèn này. Bên mình làm một cái khuôn sẵn các bạn, như là cái mặt dưỡng sẵn để mình khoét cái lỗ vừa cái đèn, để khi mà xe lên đó mình chỉ thay qua thôi, sẽ đỡ tốn thời gian cho cái thằng chờ. Bên mình cũng là đơn vị chuyên về đèn nữa các bạn, nên bên mình làm
cho khách hàng với những cái gói body có to và đèn full đến như vậy, mình làm trong ngày nha. Nhưng mà với trường hợp là phải đủ đồ đó thì các khách hàng chỉ cần alo và báo với mình trước thôi, mình chuẩn bị đồ, khách hàng lên. Ở những khách hàng ở xa ở tỉnh các bạn lên là mình lắp nhanh rồi về luôn. Cái phần giáp gầm phía dưới chúng ta có thể làm phần giáp gầm 1 tấm, 3 tấm hoặc là 5 tấm đối với dòng xe Ranger này, hoặc là chúng ta chỉ làm 1 tấm ở chỗ bảo vệ thước lái cũng được nha các bạn. Ở phần bên hông, ốp của bánh, body nhập thái thì khi mà chúng ta sơn lên nó sẽ đẹp hơn, và khi mà chúng ta dán lên nó cũng sẽ khít hơn, nó cũng sẽ liên lạc hơn một chút xíu. Và chơi body thì chúng ta cũng không thể thiếu cái phần mâm lớp các bạn, cũng rất quan trọng luôn ha. Đây là cái bộ mâm Lenso và lớp Lenso mà mình muốn giới thiệu cho khách hàng. Chúng ta có thể thay qua bộ mâm lớp đúng như các bạn lắp to 2023 luôn. Bên mình cũng sẵn hàng cái này nha. Một bộ mâm lớp hàng lắp to 2023 hàng mới luôn. Bên mình đang bán là 60 triệu các bạn. Còn những cái bộ mâm lớp độ giống như vậy là mâm 20. Lớp nó thông số, nó mỏng hơn chút xíu mà cũng tùy vào khẩu vị chúng ta. Có những khách hàng thích chơi mâm 20 thì cái chiều cao lớp nó sẽ nhỏ lại, nó sẽ đi về hướng là thời trang đẹp cho cái xe nha. Nhưng mà xét về độ êm thì chúng ta đi mâm 17 lớp béo cao 70 thì sẽ êm hơn với những cái dòng lớp của BF Lutic, trong những dòng lớp đỉnh nhất về cái dòng xe off-road này nha các bạn. Khi mà chúng ta lên mâm lớp độ thì bắt buộc chúng ta phải thay càng ngang, và chúng ta cũng nên là vô bộ nâng gầm để nó tăng cái khoảng sáng gầm xe lên để chống cho cái việc mà xử lý cạ nha. Có xe các bạn mà có vướng về xử lý cạ thì cứ mang tới bên mình, bên mình cũng chuyên về xử lý cạ này thì bị cắt cái tính năng cái tùy theo lực chống này các bạn. Chúng ta mở lên mở xuống chiều cao của chúng ta có giới hạn, chúng ta không để ý là cái nắp cabo này đọc xuống một cái thì khá nặng nha. Về chúng ta cũng nên lắp dán phim cách nhiệt nha, chúng ta nên chọn ở những cái nơi uy tín lắp những cái dòng phim xịn các bạn. Bên mình thì có ba em Crystal Light, khi mà các bạn dán lên mình thì mình sẽ cho các bạn một cái thẻ bảo hành 10 năm bảo hành điện tử theo ba em Việt Nam luôn nha. Cái điều này đảm bảo cho chúng ta để lắp phim xịn. Có một số đơn vị bán nói là dán phim cho chúng ta nhưng mà kêu cung cấp thẻ bảo hành thì họ không cung cấp được, tại vì phim của họ không phải là phim ba em chính hãng nha các bạn. Trong những chi tiết nữa đó là chúng ta có thể làm đề nổ từ xa, chúng ta có thể đề qua forbath, nhưng mà forbath thì chúng ta đề mất tầm khoảng 60 đến 90 giây, thời gian khá lâu. Còn ở đây chúng ta muốn bấm nhanh ăn liền và chuyển qua chế độ 5 nút của những cái dòng xe Ford Mustang, bấm một phát ăn ngay các bạn. Rất xịn luôn ha. Con ngựa đó, lúc này xe rộng đề nổ rồi. Đây, giao diện rất đẹp luôn ha. Khách hàng cũng muốn nâng cấp lên giao diện này, đỡ nhìn chán hơn mẫu cũ nè các bạn. Mẫu cũ nhìn nó đơn giản quá, không có xịn gì hết trơn. Đi uống cà phê móc vô hoặc để chìa khóa trên bàn, nó cũng không có xăng nữa các bạn. Có hai nút mà quá đơn điệu luôn. Mình chuyển qua mẫu này 5 nút đó, con ngựa biểu tượng của performance. Trong những gói về tính năng ẩn, ở ngoài cái việc mà tay chắn cửa, chúng ta làm những tay chắn cửa giống như vậy, một số khách hàng họ không thích, họ muốn là nhìn nó nguyên bản luôn, nhưng mà chúng ta sẽ làm tay chắn cửa về BVF, nó sẽ đỡ chày hốc tay cửa, và chúng ta có thể dán BVF màn hình nữa nha, để khi mà cái bực gì va đập hoặc là chày số chi tiết thì nó không có bị xước. Rồi cái gương này thì có nhiều chức năng các bạn, cảnh báo điểm mù, gặp gương, sấy gương. Khi mà chúng ta chạy xe để xe ngoài đường, chúng ta phải để ý cái cặp gương này. Không mà nếu mà lỡ bị mất cặp gương này, chúng ta mua lại cũng khá tốn kém. Bên mình cũng chuyên về phụ tùng, của hàng phụ tùng Ford luôn. Khách hàng cần mua cái gì về chi tiết về xe Ford cứ báo với bên mình sẽ order nhập về cho khách hàng nha. Rồi bước vào khoang nội thất của Ranger Wildtrak, chúng ta sẽ thấy một màu full đen, định vị của dòng xe phân khúc hạng sang nha. Với những cái thiết kế định vị của dòng xe Wildtrak là mai đen chỉ cam ở các chi tiết, cái phần trần cột ABC đều là full đen các bạn thấy, rất đẹp luôn ha. Ghế da, ghế chỉnh điện bên tài thôi, bên phụ vẫn chỉnh cơ. Có chức năng về bơm lưng, chúng ta có thể nâng cấp ở ghế phụ chỉnh điện luôn ha. Giá bên mình cũng khá là hợp lý, ở tầm khoảng 9 triệu thôi chúng ta đã có ghế phụ chỉnh điện. Cái phần trần này chúng ta có thể nâng cấp lên cho những phiên bản XLS hoặc XLT các bạn. Chúng ta làm trần da lộn màu đen, cột ABC màu đen, nó sẽ đẩy cái phân khúc của xe chúng ta lên luxury hơn nha. Ngoài ra chúng ta có thể vô đèn LED nội thất các bạn. LED nội thất bây giờ sẽ nhấp nháy đèn theo nhạc, nó sẽ tăng cảm xúc cho chúng ta khi mà chúng ta lái xe. Và mình nghĩ có cảm xúc cũng rất quan trọng. Ở những khách hàng đã vượt qua cái tầm là đã cơm áo vào tiền ha, thì cái gói về cảm xúc và tinh thần cũng cần được ăn uống, thì họ luôn chú trọng rất cao luôn các bạn. Ở cái xe này chúng ta
có thể mở thêm cái chức năng về lo trung tâm trong những gói tính năng lượng cũng mà Ford đã làm ở cái sẵn đây các bạn. Có cổng chờ sẵn rồi mà chúng ta lắp vào cái loa, chúng ta có thể chọn loa JBL, loa Focal và loa B&O để kích hoạt đường tiếng. Và chúng ta muốn cảm xúc hơn, nghe những bài nhạc nó hay hơn thì chúng ta có thể thay dàn loa zin thì qua dàn loa Focal. Nó gồm có 4 loa bass và 4 loa chép ở hai cửa trước là hai loa bass, có hai cục A là hai loa chép, phía sau là loa đồng trục các bạn. Chúng ta âm thanh sẽ nghe hơi hay hơn, cộng thêm chúng ta thêm một cái súp nữa các bạn, nhưng mà ở không gian ở đây thì chúng ta chỉ thay cho được súp điện thôi. Âm thanh sẽ nghe rất chất luôn các bạn. Tinh thần chúng ta thoải mái. Có nhiều khách hàng chia sẻ với mình ở một ngày làm việc của anh mệt mỏi, khi mà anh bước lên xe anh nghe những bản nhạc hay, anh lái xe cách âm tốt thì đó cũng là giúp cho anh cảm thấy thoải mái hơn, đỡ stress hơn. Dùng tiền để đẻ ra tiền ha, và tiền cũng chỉ là phương tiện để giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Nên tại sao những có nhiều anh khách mà mua rất nhiều xe và đi qua nhiều dòng xe, và mỗi chiếc xe anh mua anh đều phải nâng cấp, anh thường phải độ. Mình hỏi về anh tại sao anh lại chi tiền nhiều cho những việc này, có phí quá không anh? Anh nói là không phí em ơi, tại vì cảm xúc của mình quan trọng. Mình làm sao để mình cảm thấy vui, tiền chỉ là phương tiện để giúp cho mình cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn nha. Rồi, một số chi tiết nữa đó là về hộp Analog các bạn. Chúng ta mua hộp Analog, bên mình sẽ tặng cho các bạn phần mềm điện web S2 cộng thêm một cái thẻ SIM 4G mỗi ngày xài 5GB các bạn. Hộp box bên mình là hộp box về tốc độ cao. Trên thị trường hộp box thì có nhiều giá nhiều loại nha. Các bạn chọn cái loại tốc độ cao các bạn, khi mà chúng ta kích chúng ta chọn vô sẽ nhanh hơn, nó sẽ lẹ hơn. Và cái việc mà chúng ta ra lệnh bằng giọng nói dẫn đường để giúp cho chúng ta đỡ thao tác trên màn hình nên sẽ an toàn hơn khi chúng ta lái xe nha. Việc map S2 thì luôn cập nhật những cung đường mới, đường ngắn nhất và tốc độ cho phép trên con đường đó thì rất chính xác luôn đó. Thì cái này cũng đã làm cái gói 1,5 triệu rồi các bạn, và cái thẻ SIM mỗi ngày xài 5GB một tháng giống như vậy thì mình cũng đã tốn thêm khoảng gần 1 triệu nữa. Nên cái giá mà mình bán cho khách hàng tầm khoảng 8,5 triệu một hộp Analog và tốc độ cao thực sự không mắc nha. Đó, và bên mình cũng có nhiều loại, có loại 5 triệu cũng có loại 6 triệu cũng có. Về cái vô lăng này, chúng ta có thể chuyển qua vô lăng đê kết để cầm sẽ sướng hơn. Vô lăng đê kết mình sẽ đắp composite cho cái vô lăng nó to ra, và khi đó mình đắp carbon fiber, carbon nó nhìn nó đẹp hơn, nó có chiều sâu hơn, 3D hơn, nhìn nó sẽ luxury hơn. Cũng là một cái gói về cảm xúc lái. Trên cái phần vô lăng này chúng ta có thể tùy chỉnh những chế độ về lái. Khi mà mình làm mở tính năng ứng cho khách hàng sẽ mở những chức năng về sport, về ba da, những cái chế độ lái, chế độ chạy để giúp cho xe chúng ta bốc hơn, kích thích hơn. Ford thì họ không muốn mở hết, tại vì Ford bán một cái xe cho đại đa số các người sử dụng xe. Nếu mà có những người không thích lại cho nó là tốn nhiên liệu, nhưng mà có người thích họ bảo là xe như vậy thì mới bốc, mới kích thích, thì bốc kích thích nó nhạy thì chắc chắn là phải tốn nhiên liệu hơn các bạn. Thì cái này chúng ta có thể qua bên mình mở và mình sẽ mở tặng cho khách hàng nha. Ở phần màn hình trung tâm là full LED, nhưng ở phiên bản Range Rover Chắc tuy là bản cao nhưng vẫn chưa có cảm biến xuất lớp. Chúng ta nên thêm 4 cảm biến hàng phụ tùng của Ford và 4 bánh xe và kích hoạt mọi cảm biến xuất lớp, để khi này trên màn hình sẽ xuất hiện ra nhiệt độ lớp và thông số về áp suất lớp trên màn hình. Chúng ta đi xa chúng ta quan sát sẽ an toàn hơn nha. Và khi mà chúng ta đi xa chúng ta cũng đừng nên bơm lớp căng quá các bạn. Ví dụ xe khuyến khích lớp chúng ta là 2,4 kg, chúng ta bơm 2,2 kg 2,3 kg, thì khi mà chúng ta chạy ngoài đường nóng nó giãn nở ra, nhiệt độ lên cao thì nó sẽ đẩy cái thông số lớp nó sẽ cao hơn nha, lên 2,4 kg 2,5 kg. Chứ mà chúng ta tiết kiệm nhiên liệu, chúng ta để lớp căng quá chúng ta chạy thì sẽ rất dễ bị nổ lớp. Ở cụm đèn khi mà mình nâng cấp xe cho khách hàng thì bên mình đều giữ lại những chức năng zin. Và một trong những tính năng ẩn nữa đó là khi mà khách hàng đánh tay lái qua trái hoặc qua phải thì cái đèn gầm nó sẽ sáng một bên. Trong trường hợp chúng ta chưa có bật đèn sương mù gầm, đều trong những cái gói về tính năng ẩn mà mình mở tặng cho khách hàng luôn. Ở phần nắp, ở cái phần tắp đi cửa chúng ta có thể sơn lại số chi tiết để cá nhân hóa, giống như là hốc tay cửa, những cái ốp bằng nhựa chúng ta thấy đen thì không sang, chúng ta chuyển qua những cái dòng, những cái mẫu giống như là carbon hoặc là những mẫu của Rockstar 2023 thì nó sẽ sang trọng hơn nha. Khách hàng có nhu cầu mà giữ bề mặt sơn nó đẹp hơn, nó bền bỉ hơn thì chúng ta lấy xe chúng ta nên phủ sơn mít nha. Vì mới lấy chúng ta phủ liền thì bề mặt sơn chúng ta sẽ được giữ tốt hơn, đẹp hơn, nó chưa bị axit ở ngoài thị trường ăn mòn, chưa bị bởi những cái lần mà chúng ta đi rửa xe nó bào mòn vào bề mặt sơn.
đó, nó sẽ giúp cho mặt sơn luôn đẹp. Tại vì ceramic nó là một dạng phủ gương, nó dày lên ha. Chúng ta đi rửa xe nó sẽ ăn mòn lớp ceramic, không ảnh hưởng bề mặt sơn chúng ta đó. Mà sau 3 năm nó mới chạm tới bề mặt sơn, thì đó chúng ta phủ lại thì bề mặt sơn chúng ta luôn luôn đẹp nha. Và gương nó khi mà nó ra ngoài nắng nó phản chiếu rất đẹp luôn các bạn. Xe này thì mình còn trang bị thêm cho anh khách cái ốp kiểu for phía sau, cũng là hàng nhập Thái luôn. Và mình sơn cái chữ nổi màu đen, cái chữ Ranger rất đẹp luôn ha. Đó, cái này chúng ta nên làm thêm cái lốc cấp theo chiều nếu mà chúng ta có nắp thùng cuộn điện. Của xe thì không có lốc cấp theo chiều nha, chúng ta bấm khóa cửa nhưng mà cái bẩn này vẫn hạ lên hạ xuống được. Khi mà mình làm cái gì cho khách hàng thì những cái đồ zin này mình đều cuốn lại để mình trả cho khách hàng. Thì laptop thì chúng ta lên thêm bộ tem laptop nữa các bạn, cùng những chi tiết nó kết nối, nó tăng thêm cái vẻ đẹp cho xe rất nhiều luôn ha. Bộ tem laptop bên mình cũng bán rất nhiều luôn. Có hai cách mà chúng ta phối bộ tem, một là chúng ta in bộ tem với cái tông mờ, hay là chúng ta in với tem bóng nha. Nó tùy vào cái góc mà chúng ta chơi. Nếu mà chúng ta đi về hướng những bộ mâm lớp hoặc là những chi tiết về ốp nội thất, ốp ngoại thất mà đi về hướng bóng các bạn, thì chúng ta đi tem bóng đẹp hơn. Còn nếu mà chúng ta đi về hướng về mờ thì chúng ta in tem giống như nguyên bản giống như vậy thì sẽ đẹp hơn nha. Cái cản sao laptop, cản sao Hammer gắn lên xe cũng rất cần thiết luôn. Mình nghĩ cái chi tiết này là giúp cho cái việc mà hạn chế những cái va chạm từ phía sau tới. Chúng ta có thể quan sát cái phần phía trước thật là tốt ở chân ga chúng ta, nhưng phần phía sau cái sự ối đất lên xe chúng ta thì chúng ta cũng khó mà tránh được nha. Chúng ta lên cái cản Hammer nó sẽ bảo vệ cái phần phía sau cho chúng ta rất nhiều luôn. Thì đây là cái combo nằm trong cái cản Hammer sẵn các bạn, nó có cái đèn. Và cái mẫu Hammer 2023 này nó cũng tinh gọn, nó cũng gọn nhẹ ha. Và khi mà mình lắp lên thì mình giữ những cảm biến của xe qua chắc để mình dời ra cái lỗ của Hammer. Hammer thì cũng tạo sẵn những cái lỗ này các bạn, khi mà chúng ta lắp thì chúng ta lắp vô cổng chờ thôi, cũng không cần phải đục hay là chế gì hết. Và hệ thống treo của phiên bản qua chắc hay là phiên bản Ranger đều là có cái phuộc bên ngoài ở phía sau vẫn là nhíp. Chúng ta đi muốn nó mềm hơn, nó êm ái hơn, chúng ta nên thay bộ phuộc BB51 hoặc là bộ phuộc Glowfender. Tại vì những dòng phuộc này nó có bình dầu ở phía sau, bình dầu ở phía trước, nó có cặp phuộc vào sau trước, cặp phuộc sau. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh được độ cứng mềm khi mà chúng ta đi ha. Nếu mà chúng ta là con người thích đi cứng hơn, vững hơn, chỉ là chỉnh nó cứng một chút xíu ha, chúng ta đi off-road. Còn chúng ta đi phố, chúng ta nên chỉnh nó mềm hơn để những chị em đi nó không có bị cứng, không có bị sốc khi mà chúng ta qua những cái vùng gồ ghề ha. Cái cản Hammer kết hợp cùng với lại xe quay chắc ha, mùa này mùa đăng kiểm nên chúng ta chơi những cái gì thuộc về tháo lắp các bạn. Đó, thì nó sẽ gọn hơn khi mà chúng ta có đi đăng kiểm thì cũng lên tháo lắp rất dễ ha, và rất gọn luôn, không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Và nếu mà chúng ta độ chế về composite mà nó gắn, nó hàn hoặc là nó dính vào cái sắc xi, khi mà chúng ta tháo đi đăng kiểm nó cũng sẽ khó hơn rất nhiều luôn. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể nâng cấp thêm cái điện hàng 2 để cho những người ngồi sau đi xa cho thoải mái hơn. Tại vì cái hàng 2 ở cái xe Ranger nó sẽ hơi đứng, bạn thấy cái cột C của xe Ranger nó thẳng băng luôn, nó giống như xe Triton. Triton của Mitsubishi thì nó sẽ cong một chút xíu để nó ăn gian vô cái thùng, còn Ranger đứng thẳng luôn để khi mà chúng ta ngồi nó không làm ghế trượt điện, ngồi khá đứng, chúng ta ngủ thì nó không có được thuận ha. Rồi, mình cũng đã chia sẻ cho các bạn xong một cái combo nâng cấp cho phiên bản Ranger Wildtrak màu trắng với bộ tem laptop, body kit laptop, mâm lốp Lenso, một số tiện nghi về mở tính năng ẩn, về analog box, về cái điện hàng 2, về cái cản sao Hammer, một số chi tiết. Những chi tiết này đều có sẵn tại AutoStyle bên mình hết. Các bạn muốn lắp xe lấy trong ngày thì hãy Zalo cho mình theo số điện thoại 0933 586 519 để mình chuẩn bị đồ sẵn ha. Các bạn lên rồi lắp lên. Còn bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình nha, kênh Bùi Anh Dũng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.